Đây là hai con tuyển thủ trẻ kia pháo nha nè. Trời ơi, không nổi được cái ly đó trời. Đi ngoài, điểm 1-0. Xe này quýnh 2-3 cây gì đó không biết nữa. Đây có 800 khán giả mà chỉ có hai người kia thôi. Rồi bên đây kia ngoài lại. Bé Khang đụng độ với núp lưu. 2-3 cây gì đó không biết nữa. Cắt cho hai nhỏ vô lưu chơi mà. Quá tốt. Kỳ để nó ăn cho một kỳ lên. Anh gói nha. Anh gói nha. Cậu đầu nói có rồi. Điểm 2-1. Cậu nói có rồi. Điểm 3-1. Nghe như mình nên nấp lưu. Cậu thấy cậu nó có rồi bờ điểm. Điểm 4-1. Cái đầu nó có. Điểm 5-1. Cái cậu nó có rồi mà Bảo Huy. Phát quá tốt. Có rồi mà mày. Đổi xăng nha nè. Vì sao đầu qua nó có biết đâu. Tuyển thủ này từ Cần Thơ về quá kỳ rồi. À, anh gạn vô có tiếp không anh gạn? 6-1. Chụp em anh vô chơi luôn đó, giật liều mạng đó. Trời ơi, tiền mập làm gì trời. Trời ơi, chi hay quá. Quá. Cái gà chết. Quá tốt. Điểm 7-1. Nếu thời tiết với ấy không có thay đổi thì bên W sẽ thắng nha anh em. Cái này mà phải là với mình đây điểm 8-1. Nếu không có gì thay đổi thì bên đây còn đá bạc quá rẻ. Phan Vũ Lư. Điểm 28. Này quýnh 12 điểm hay gì nha anh em. 6 điểm nữa xăng rồi. Quá tốt, tăng cho anh. Đi ngoài. Phan tiếp cường vô kìa. Tiếp cường vô xăng rồi kìa. Điểm 92. Bên kia bé Khang đã bị nắp lưu đậy nắp lại luôn. Không có đường ra. Điểm 92. Nắp lưu này chấp thêm đeo cái kiến nữa nha anh em. Vô ngồi tới làm gì vậy đó. Điểm 30. Đột qua. Bữa nay Khang mặc áo số 35 mà thấy giận mai của nấy chuyển qua già dê à. Không thích nổi à. Chưa đâu. Thôi nào. Rồi. Bây giờ anh đưa trước em 30 đi. Đi ngoài. Điểm 11-5. 12 điểm đứt nha nè. Điểm cuối 11-5. Phát bóng ngoài. Điểm 6-11. Quá cách biệt nha anh em. Quá tốt. À, quá hay. Một cách ăn mừng rất là lộ liễu của nấy. Kết thúc lúc lưu thắng. Kẹp cây dương nhăn luôn. Rồi kẹp siêu kinh điển nha anh em. Bún cây này 4 cây. Bún xích 2 phát giò hết. Nãy bên kia chấp bên nắp lưu phát kỳ và phát giò hết. Rồi bữa này quấn xích này 4 cây. Hai tuyển thủ nhỏ. Sân này cũng chơi hoàng sáu quá nhiều anh em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh ngoài điểm 1-0. Hay quá. Tự sát tại Đám Lát. Quá thì cổ động viên. Điểm 2-0. Quá bóng ngoài. Đây là những tiền thủ trẻ mới nổi lên trong nhà nè. Đi pháo. Hẹn cấp đi sân Đại Dương đi. Bóng ngoài. Điểm 3-1. Tự sát tại Đám Lát. Bắt đầu 20.000. Điểm 2-3, 42 điểm nha anh em. Bóng ngoài. Điểm 3 đều. Đóng tay. Thì ông mua giùm. Rồi gửi tiền ông mua giùm, gửi tiền trong nó gì em gửi lại. Có em gửi không? Có không? Điểm 4-3. Bóng ngoài. Điểm 5-3. Đó, cho mày 5 gói đó. Quá trời, 6 anh em đang quá đông rồi. Sáu giờ quá đông rồi em ơi. 30 đầu 20 đi. Điểm 4-5 bên Bé Khang. Phát tốt quá. Sao mà đánh được? Đổi sân. Điểm 6-4 ở sân. Con. Đừng có gấp nữa đi. Đừng có gấp. Mới bắt ấy à, từ từ. Coi như kia chờ đường đi. Ừ. Con mâm nó giòn nè. Kéo cả. Điểm 7-4. Điểm hả? Tôi còn dài mà 12 điểm đâu. 12 lận rồi. Bên kia trái hơn đó. Điểm 8-4. Quay. Bóng ngoài. Từ con gà con ăn nữa hả? Đừng có hư. Tiếng ơi. Điểm 5-8. Bảy ơi, từ từ. Đi ngoài. Đừng có gấp. Hoài. Bắn, ta dở hoài luôn đó. Rồi tao quýnh lại làm đi. Chồng. Bắn cao lên xíu. Bắn cao lên. Cái nào con ăn được con cứ ăn đi, sao mà quýnh cái gì? Con nó đi. Gà độ anh Phương đi Hà Lan cho tôi rồi. Nó gán ra lại ơi. Nè, con chồng. Ăn được, em cứ dài lên mà. Em ơi. Cố lên. Dở hoài đi. Sao rồi vậy nè. Không quá hư. Quá trời mày hư rồi. Điểm 1-6. Chết cha luôn rồi. Rồi thường thường quýnh kia đốt. À. Bình thường nó quýnh đụ mẹ xuất sắc luôn, nó quýnh của nàng. Đấy. Kia giúp anh nó tốt lắm. Điểm 7-11. 91 cái gì. Bên kia còn 1 điểm nha anh em. Chồng. Giật đó, đó đó. Đá mày đó. Điểm 8-11. Dở. Ừ, từ từ ăn. Cũng đi dở cho gà ăn cái ăn. Dở rồi. Không? Ngoài. 9-1. Cố gắng lên. Còn cơ 3. Điểm 9-1. Quá trời 6 à. Dở. Giết cái 1. Ừ. Giết luôn. Qua ăn rồi. Chạy bằng kia.
450 tôi bính luôn. Điểm 11 quá kịch tính nha anh em. Từ từ đó. Điểm nó ăn rồi. Đúng rồi đó. Bóng ngoài. Bờ đập lù thắng. Ê quýnh lại. Quay mày.